Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày cuối tháng 1 năm 2021, khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đón Tết Tân Sửu cũng như để hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm và nâng cao ý thức phòng bệnh của nhân dân, huyện vùng cao Mù Căng Chải đã triển khai nhiều biện pháp tích cực. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, sau khi tỉnh Yên Bái kích hoạt trở lại các chốt kiểm dịch, huyện Mù Căng Chải cũng đã khôi phục chốt kiểm dịch xã Hồ 4 giáp danh với huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu hoạt động trở lại. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, huyện Mù Căng Chải đã cử 16 cán bộ thuộc các lực lượng như công an, quân đội, y tế và dân quân tự vệ xã Hồ 4 tham gia. Với việc duy trì trực 24/24 chốt kiểm dịch này sẽ kiểm soát, nắm bắt thông tin lịch trình di chuyển, kiểm tra thân nhiệt cũng như tuyên truyền nhắc nhở toàn bộ người và phương tiện qua lại về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Anh em đều có cái tính tự giác trong công việc đấy. Và cũng sẵn sàng là giúp đỡ trong khi mà chẳng như ví dụ là chuyến tối mà xe về đông mà có thể cái kíp ở trên này làm đông quá thì anh em ở kíp khác sẽ hỗ trợ lên phối hợp cùng với anh em để làm cho tốt cái công việc phòng chống dịch. Thứ hai là chúng tôi là riêng cái tiếng tôi là vừa tuyên truyền vừa vận động vừa đo thân nhiệt, có thể là cũng khám sàng lọc cho bệnh nhân, đo thân nhiệt và chúng tôi sẽ phun tẩy khử trùng cho những xe mà đi qua để tránh vòng mịch lây lan. Để giải thích là chúng tôi phải vừa dựa vào tiếng Mông lại vừa dựa vào tiếng phổ thông để chúng tôi tuyên truyền giải thích cho đồng bào biết hiểu rõ về cái vấn đề gọi là cái bệnh dịch này, và phải tuyên truyền rõ là như là có ho này, có sốt này, tất cả những đi qua chúng tôi đều nói ho sốt đau tức ngực khó thở hoặc là mệt mỏi nào thì phải đến báo cho cơ sở y tế để chúng tôi đến cử người đến địa điểm đó, cái nhà đó để chúng tôi khám sàng lọc để có thể báo về trung tâm y tế huyện để đầu não để giúp cho cái việc gọi là phòng chống dịch bệnh. Cùng với việc duy trì chốt kiểm dịch thì công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cũng được huyện Mù Căng Chải quan tâm. Trung tâm y tế huyện Mù Căng Chải sau khi được đầu tư đã cơ bản có đủ các điều kiện để sẵn sàng đối phó với các tình huống nếu có nhiều bệnh nhân nghi ngờ mắc COVID. Khu vực cách ly tại trung tâm có 2 phòng khép kín dành cho bệnh nhân và các phòng chuyên môn phục vụ công tác phòng chống dịch. Sau khi được đầu tư của tỉnh, hiện nay chúng tôi có hệ thống nhà cửa tương đối ổn định và đảm bảo. Sau khi xây dựng xong nhà cửa, chúng tôi đã tiến hành làm ngay một khu vực cách ly riêng biệt cho để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch và để cách ly kịp thời đối với các đối tượng nghi lây nhiễm về COVID-19. Đồng thời là bên cạnh đó là chúng tôi đã thành lập các ban chỉ đạo của trung tâm y tế về ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, thành lập được 2 đội phản ứng nhanh về phòng chống dịch COVID-19, và đồng thời là bên cạnh đó chúng tôi cũng có kế hoạch và đồng thời là chỉ đạo cho các trạm y tế xã, đồng thời kịp thời luôn cùng song song với lại làm công tác chống dịch COVID. Theo báo cáo của huyện Mù Căng Chải, tính đến ngày 31 tháng 1 đã có 243 lượt công dân trở về từ 17 tỉnh, thành phố. Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở những người trở về từ các tỉnh, thành phố cần thực hiện việc khai báo y tế cũng như tự cách ly tại nhà theo quy định. Chúng tôi cũng xác định được là trong cái dịp Tết này, sắp đến Tết Nguyên đán, Tết Tân Sửu thì trên địa bàn huyện Mù Căng Chải chúng tôi là các đối tượng đi về rất là nhiều. Thứ nhất là các đối tượng là học sinh, sinh viên ở các cái trường đại học, cao đẳng là được nghỉ Tết. Thứ hai là các cái đối tượng mà người dân đi làm ăn ở Trung Quốc và ở các cái thành phố lớn là bà con về ăn Tết. Thế và trên cái cơ sở mà xác định như vậy, cho nên là chúng tôi cũng đã phân công nhiệm vụ cho ngành công an, ngành y tế để mà phối hợp với nhau, và đầu tiên là cái việc mà rà soát lại chính xác hàng ngày để nắm bắt được các cái đối tượng của chúng ta. Thế và các cái học sinh rồi là người dân đi lao động về ở trên địa bàn các bản cũng như là địa bàn trên biển toàn huyện. Thế và báo cáo hàng ngày những cái số lượng người mà đi về từ các địa phương khác vào địa bàn. Thế và cái này chúng tôi cũng kích hoạt lại cái đội tự quản ở các bản là ta nắm rất chắc vào các đối tượng này. Các gia đình đi về là đều báo cáo là truy vết xem là đi cái lịch trình đi từ đâu về. Nếu nằm ở trong vùng dịch thì chúng tôi đưa vào danh sách luôn, và đồng thời là yêu cầu là theo dõi sức khỏe và khai báo y tế.
Thế và tất cả cũng khuyến cáo với những hộ gia đình và những có những người đang đi lao động, ví dụ như là ở Trung Quốc mà bằng các con đường tiểu ngạch, thì cũng khuyến cáo là động viên ở lại ăn Tết tại chỗ, không đi về nhiều và để gây nên một cái xáo trộn trong nhân dân trong dịp Tết này. Sẵn sàng chủ động trên cơ sở kiểm soát được số lượng người đi và đến địa bàn huyện, cùng sự vào cuộc của các cấp, các ngành, huyện vùng cao Mù Cang Chải quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhiễm vào địa bàn.